Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sa di tu khổ hạnh. Sau này Hòa Thượng thường trú tại chùa Tam Duyên, Harbin. Thời gian Hòa Thượng làm sa di, Ngài đã làm những việc người khác không làm được, nhẫn những chuyện người khác không nhẫn được. Dù sống trong nghịch cảnh, chướng ngại, Ngài trước sau vẫn đều tinh tấn như một. Ngài là tấm gương báo cho các đệ tử noi theo tu hành. Hòa Thượng kể, Hòa Thượng Thường Nhân là trụ trì của chùa Tam Duyên. Vị Hòa Thượng này là Dương Hiếu Tử đã thủ hiếu 6 năm nơi chốn băng tuyết. Khi thủ hiếu viên mãn, mọi người trong 48 thôn xóm hợp lại cùng nhau xây chùa cho Ngài. Chùa tên là Tam Duyên. Vì sao gọi là chùa Tam Duyên? Vì có ba thầy tu sửa chùa này. Đại sư huynh là Dương Hiếu Tử, nhị sư huynh là Mãnh Lão tu hành, tức Thường Trí Đại Sư, sư phụ của Hòa Thượng. Còn tam sư huynh tên gì tôi quên rồi. Chùa có 40-50 tăng chúng, có khi có mười mấy người, có khi có 30-40 người. Lúc tôi mới đến chùa, không ai biết gì về tôi. Còn Hòa Thượng Phương Trượng trụ trì có lẽ đã đi hóa duyên, không có ở chùa. Họ thấy tôi chẳng qua là một người nhà nghèo. Tôi sanh ra với bộ dạng vốn cơ hàn, tuy nghèo nhưng tôi không tham. Một khi có được cái gì, tôi đều vui lòng thí xả cho người khác, và tôi âm thầm xả thí, chứ không muốn cho người khác biết. Khi tới chùa, tôi nói, tôi biết Hòa Thượng Phương Trượng, nên mọi người rất vui mừng đón tiếp tôi. Sau khi xuất gia, tôi làm gì? Tu khổ hạnh. Tôi tu khổ hạnh không giống như các vị là đánh máy, tụng kinh hay làm việc gì khác. Chùa Tam Duyên là một ngôi chùa rất lớn ở thôn quê. Đến quét sân chùa cũng mất cả giờ đồng hồ. Tư tưởng của tôi với mọi người xung quanh không giống nhau. Ngay cả cách xử sự các việc cũng không giống nhau. Không giống ra sao? Thông thường mọi người chỉ thích làm những gì có lợi ích cho bản thân. Tôi thì không muốn lợi ích gì. Nếu là việc có ích cho chúng sinh, dù chết tôi cũng không từ chối. Còn những việc tôi làm, đa số mọi người không biết. Tôi cũng chẳng cần cho mọi người biết tôi làm gì. Những việc tôi làm đều là việc mọi người không thích làm. Ví dụ, lúc làm sa di, tôi chuyên lãnh việc rửa nhà cầu, đổ ống nhổ, quét chùa. Lau rửa cầu tiêu là công việc thứ nhất ở chùa của tôi. Nhà xí lúc đó không giống như bây giờ. Vì làm hầm cầu ở dưới đất có mùi rất thơm, cho nên cần người làm vệ sinh đem nước tiểu và phân đi nơi khác. Mỗi ngày tôi đều làm công việc này. Sau khi làm xong, tôi cảm thấy thân tâm mình thật thanh tịnh. Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nếu muốn học với tôi thì trước tiên phải làm vệ sinh ở nhà cầu mà không bị cảnh nhà xí dao động, tức là có cách rồi. Ngoài việc đó, các việc khác ví dụ như nấu cơm, làm thức ăn, nấu nước trà, nếu không ai làm tôi đều làm cả. Như ở trong chùa, mọi người 4 giờ thức dậy. Tôi thức dậy lúc 2 giờ để làm những việc tôi phải làm. Trước tiên thắp đèn bàn Phật, tôi phải thắp hương đâu đó đàng hoàng trước khi đại chúng vào chánh điện làm lễ. Nếu hôm nào có niệm tán hương, tôi phải nhúm lư hương với hương bột trước để Hòa Thượng trụ trì lên dâng hương. Nếu ngày đó không niệm bài tán hương, thì tôi không phải chuẩn bị lư hương. Hương đăng là việc quản lý quét dọn chánh điện. Người xuất gia gọi là sư hương đăng, các cư sĩ tại gia gọi là cư sĩ hương đăng. Lúc trời rơi tuyết, tôi phải dậy sớm hơn để quét tuyết sạch sẽ, cho mọi người thuận tiện lên chánh điện làm lễ. Tôi làm công việc này rất lâu, cũng không cho ai biết là do tôi làm. Tôi luôn dậy sớm, lên chánh điện sớm 5 phút trước khi khóa công phu khuya bắt đầu và không đến trễ lần nào. Từ khi xuất gia cho đến bây giờ, tôi đều áp dụng đức tánh nhẫn nại mà làm việc. Lúc đi ra ngoài tham học, bất luận là công phu sáng, chiều, giảng kinh, thuyết pháp hoặc nghe kinh, lên chánh điện hay quá đường, tôi đều đến sớm, không hề bê trễ một phút nào. Đó là những việc thời quá khứ của tôi. Nghi chú.
Chùa Tam Duyên cũng gọi là chùa Dương Hiếu Tử, vì phước hạnh của Dương Hiếu Tử, tức Dương Phúc Nhân, mà chùa được kiến tạo. Ngài đã kết am thủ hiếu 6 năm, vì danh hiếu gian lừng của Ngài đã ảnh hưởng các phú hộ ở địa phương, nên năm 1913, họ kết hợp nhau cất chùa Dương Hiếu Tử. Chùa Dương Hiếu Tử được hoàn thành vào năm 1928. Lúc đầu do Hòa Thượng Thường Nhân, pháp danh của Dương Hiếu Tử, Thường Trí, pháp danh của Mạnh An, và Thường Nghĩa, pháp danh của Thạch Quảng Lục, ba vị Hòa Thượng chủ trì. Vì là ba vị kết bái huynh đệ với nhau nên đặt tên chùa là Tam Duyên. Đại sư Thường Nhân làm phương trượng tu thiền tịnh. Năm 1953, chùa Tam Duyên bị phá sửa thành trường tiểu học, những người xuất gia bị cưỡng bức hoàn tục. Ha ha ha,